gà cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng tu ti âm bi bồn thăng sa la nang gà cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy phật lần thứ nhì tu ti âm bi tham măng sa la nang gà cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì tu ti âm bi sang khăng sa la nang gà cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì ca ti yam pi phun thân sa la nang ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy phật lần thứ ba ta ti yam pi tham mong sa la nang ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba ta ti yam pi sang thân sa la nang ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Tỳ sa ra na ca năng ni thi tăng pháp quy tâm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê, dạ chúng con xin vâng. Ba na chi ba ta về ra mình đi sẽ khó với năng sa man dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quý vị tránh xa sự sát sanh. À đinh na đa na về là mạnh đi sẽ khó với năng sa ma dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quý vị tránh xa sự trộm cắp. À brahm ma cha ri ya về là mạnh đi sẽ khó với năng sa ma dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự thông dâm mu sa wa da về là mình đi sẽ khó với năng sa ma dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối sura me ra yam ma ja pa ma da tha na về là mình đi sẽ khó với năng sa ma dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quý vị tránh xa sự dây uống rượu và các chất sai vị ca la phô chát nam về là mình đi sẽ khó với năng sa ma dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quý vị tránh xa sự ăn sái giờ nên chia ghi ta qua đi ta quy su cả đa sa na ma la gan tha quy lê ba na tha ra na man đa na quy phu sa na tha na where am an ee si kha ba na sa ma di ya mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sẽ múa hát câu kèn đường sẽ múa hát nghe đường kèn trăng đêm thoa bật thơm dù phận và đều hoa ôn chay saya namaha saya nam về là mình đi sẽ khó với năng sa ma dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Panatipata về là mình đi sẽ khó với năng sa ma dạ mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna na na we ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Abrahmacharya we ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada về ra mà ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me ra ya man chăm pa ma tan tha na về ra mà ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai. Vi ca la phu cha na về ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Nan cha ghi ta wa di ta vi su kha dan sa na ma la
Gantha vile panatha rana mandana vipu satnantana veramani sikha padang samadhyame. Con xin vâng những điều học là cố ý tránh xa sự múa hát thổi kèn đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn và trang điểm hoa vật thơm rồi phấn đeo tràng hoa. Uncha sayana maha sayana veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imam anthanga samanna gatang punham pun panyatang uposatang imanjaranti imanjadiwasang samadeva amri amviran kitung samadhiyami. Chúng con xin tọa trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo trọn đủ tám điều của Đức Phật đại giáo truyền, hầu để vân giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vị lai. Mani at thasika badani upo satasila wasena iman jarating iman jadi wasang sa tukang katuang abama dena samarak kitap bang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo rồi, phải ra nguyên giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. Ama phan tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tinh doan tị, sì lê na phô ca sâm bát đa, sì lê na nê phu tinh doan tị tạt ma, sì lăng vị sô thát dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các ấy cho nên chư Phật tử phải năng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thức lành thai. Un ta mang ghê na quân đê hăng ba đa văn sung và un ta mang bun thê yô ca li tô đô sô bun tô ca ma tư tăng mạ măng. Con đem hết lòng cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mang ghê na quân đê hăng thăm mang chào đu vị thăng quá răng thăm mê yô khá lý tu đô sô thăm mô khá mạ tu tăng mạ măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mang ghê na quân đê hăng sang khăn cha đu vị thốn ta mang sang khê yô khá lý tô đô sô sang khô ca mạng tư tăng mạng măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh Ngài Trí Đức chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con được tròn đủ phước báo. Con kính dâng đức đến Ngài. Nam mô Bụt Thà Giá. Sít thi ya cha na ga tha sít tha man tu sin tha man tu sin tha man tu i đăng phá lăng e ta smin ratanat ta ya smin sam pa sa da na che ta su. Cầu mong cho quả của tâm tiến thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. S-
Sa thứ, sa thứ, sa thứ. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phương điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Y đằng nô nhà, thi năng hồ tư su ký tà hồn tư nhà ta yô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đạo quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Y đằng quát ta mê phùn nhân á xà quát khá già quát hằng hồn tước. Do sự phước bảo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp nhiên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Với phần phước mà chúng con đã tạo, con kính dâng đến chư tôn đức tăng, con kính dâng đến ngài Trí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, thầy kinh, nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an đạo quả sớm viên thành. Con kính dâng quả phước này đến chư thiên nữa mười muôn triệu thế giới xa bà, vua trời Đế Thích Dương Vương, xin quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước báo thanh cao này. Con kính chư phước này đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama. Y đằng nô phùn nhân ni bàn nát sát bát chế yo hồ túc. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Sa thứ, sa thứ, lành thai. Dạ, giờ lễ bái đã hoàn mãn, con kính tri ân ngài Trí Đức đã truyền tam quy và bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con ngày hôm nay. Con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Sa thú kính cảm ơn Sĩ Thi Na đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì bậc quan trai giới. Nam mô Bích Tha giá. Dạ cảm ơn đạo tràng cho nhục mình biết được tín hiệu. Dạ tại con bất chợt bắt Thi Na vào nên Thi Na không có kịp chuẩn bị, có chút sơ sức. Kính mong ngài Trí Đức cũng như đạo tràng hoan hỷ cho. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính để quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Và con xin thay mặt đại chúng trong đông thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học câu sư kính của kinh từ bi và sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học được an vui tiến hóa. Và con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính lễ chư tôn thượng đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ, kính chào chư thiện nam tín nữ. Chúc quý vị an vui trong thời gian chúng ta sinh hoạt. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, qua cái đoạn chín của bài kinh Từ Bi, xin phép được tán dương ơn đức tam bảo. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Arahaṃ samma sambuddho Buddhaṃ bhagavā bhagavantaṃ abhivadayami. Hồng danh Phật nhiệm màu ứng cúng, chánh biến tri minh hạnh đủ đầy, đức ân thiện thể câu dạy, bậc sĩ văn giải chỉ bày chân tâm, vô tình sĩ pháp thân tịnh diệu, bậc trưởng phu điều ngự độ sanh, thiên nhân sư đấng cha lành, Phật đà toàn giả Thế Tôn trong đời. Sokhato Bhagavata Thammo Thammang Namassami. Pháp vi diệu cha lành câu dạy, lìa danh ngôn giấc ngộ hiện tiền, vượt thời gian chứng vô biên, sát na đại ngộ phát hiện liễu tường, đạo vô thượng đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần, chỉ nhân từ ngộ giả chân, diệu thường tịnh đạt pháp ân nhiệm màu. Supatipanno Bhagavato sao quá cái sân khô sân khăn namassami. Bậc diệu hành thinh văn thích tử, bậc thực hành pháp lữ thiền gia, bậc
như lễ hạnh tăng già bậc trăm chánh hạnh dưới tòa Thế Tôn, thành đạo quả bốn đôi tám chúng đệ tử Phật tưởng cũng tôn nghiêm cung nghinh kính lễ một niềm thánh chúng vô thượng phước điền thế gian rất là nát thế giá sơ quanh đà mỹ. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, nguyện cầu hồng ân tâm bảo thùy từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy Giá. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Hôm nay ngày lễ bái tam bảo của sư Tâm Phương, nhưng mà Tâm Phương có pháp vô thượng đến và đi bất khi việc làm bị tối hả trên là một mà hôm nay đột xuất lên lần đầu xuất hiện thay mặt cha lễ bất thọ quên không phải. Mà đây cũng là một cái điều mà chúng tôi thấy rằng Sitina rất là bản lãnh. Rất là bản lãnh. Mà nhiều khi quý vị trong đạo tràng còn có những cái sự chuẩn bị. Nhưng mà rồi khi mà đụng chuyện vẫn cảm thấy rằng lúng túng. Trường hợp Sitina, quý vị thấy Sitina đến với đạo tràng của chúng ta cũng ngang bằng với sư Thiện Vũ ha. Chứ đâu phải là đến thường xuyên với đạo tràng kỳ cựu đâu, cũng mới. Nhưng mà tham gia lễ bái tam bảo phẩm trì duy giới, chọn một ngày để mà thể hiện cái sự tu tập của mình, sự tiếp thu của mình. Và hôm nay công nhận sư Tina tuyệt vời. Quý vị thấy hoan hỷ ha. Canh giờ rất là chính xác. Thay vì thọ các con trai giới giống như sinh nhật Quỳnh phải sớm không, thời gian coi như là cũng xích sao. Nhà con đọc được ba năm lần rồi đọc năm lần rồi nhưng vẫn vấp. Không, cái vấn đề hôm nay Tina thấy rất là chuẩn, không có chỗ nào chê. Quý vị có thấy lỗi nào của Tina không? Cái vấn đề mà quan trọng là ví dụ chúng ta học và hành đi đôi với nhau, và đây là một cái điều mà xin lỗi thành công. Còn cái vấn đề mà coi như mình thực hành như thế nào không quan trọng, nhưng mà bây giờ cái điều trước mắt là chúng ta đã thể hiện thành công. Quen đọc Bali phần hồi hướng chư thiên quên à chư hồi hướng chư thiên từ chứ khi nào mà chấm dứt cái đạo tràng chúng ta kết thúc cái chúng ta kết thúc cái đó mới hồi hướng chư thiên. Còn bây giờ không, khi ca tị na canh giờ vậy là thấy rất tuyệt à, rất là hay, rất là chuẩn. Mình chào sư Kim, hôm nay không có học pháp cú mà không biết sư Kim tới có thể hiện cái tâm từ qua cái đoạn chín này hay không. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Nhưng mà cái bài học ngày hôm nay, một cái bài học cũng rất là quan trọng, nói lên cái vấn đề thân, thọ, tâm, pháp, nói lên chính bản thân của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta lướt sơ qua ý nghĩa từ vựng. Cái này quý vị không cần phải chú thích, không phải đi sâu vô vấn đề.
mà chúng ta chỉ lướt sơ qua thôi ha. Câu số 9. Còn một câu nữa là chúng ta chấm dứt cái bài kinh từ bi này ha. Tích thành chắc rằng ni sinh nô hòa, tích thành chắc rằng ni sinh nô hòa, tích thành chắc rằng ni sinh nô hòa. Vì tích thằng do cái động từ tích tha ti có nghĩa là đứng, động từ này là động từ đứng. Rồi cha răng do cái động từ cha là tí, mà chữ này có ý nghĩa là đứng rồi đi, chữ cha răng là đi. Chữ thứ ba, Nisino do cái từ Nisidati là ngồi, chữ hoa là hòa, ha, tức là đứng, đi, ngồi và cái gì? Và câu số 2. Chứ bây giờ coi như ba cái tư thế đứng, đi, ngồi thiếu một cái, cho nên và đi qua câu số 2. Sa ya nu wa ya wa ta sa vi ga tam bi tho. Sa ya nu wa ya wa ta sa vi ga tam bi tho. Sa ya nu wa ya wa ta sa vi ga tam bi tho. Thì ở đây câu số 2. Sát-gia-nô, ý nghĩa của cái từ này có nghĩa là nằm. Vậy thì bốn tư thế, đi, đứng, ngồi, nằm. Rồi, chữ gia-quá-tá-sa, chỉ gia-quá có nghĩa là cho đến khi, và tassa tức là assa, đây có nghĩa là athi, athi có nghĩa là có, và tassa có nghĩa là cho đến khi có cái gì. Vigata mitho có nghĩa là không có, hay là từ ly, hay là đi khỏi, hoặc là ngừng nghỉ, chữ quý gà ta. Rồi chữ mít thô do cái từ mít tha. Mít tha có nghĩa là, mít thô có nghĩa là buồn ngủ, hay là còn dùng một cái từ hay ho trong Phật giáo gọi là thùy miên. Thì họ dùng cho cái từ buồn ngủ, nhưng mà nói theo danh từ Phật giáo nghe rất là hay, có nghĩa là thùy miên hay là thùy miên. Rồi câu số 3 và câu số 4. E tăng sát tình á thích thầy giá. Thầy gia, chữ ê tăng là những cái vấn đề đó, sát tinh là do cái từ sát tí, sát tí có nghĩa là niệm. Rồi á thích thầy gia do cái động từ á thích thà tí là nên quyết định nên nguyện. Mà trong 10 pháp ba la mật có cái pháp môn gọi là atithana parami, atithana upaparami, atithana paramattha parami, tức là cái nguyện lực, nghĩa là trong sự tu tập thì phải có một cái nguyện lực.
thì ở đây a thức thầy gia có nghĩa là nên quyết định, nên nguyện, nên quyết định, nên nguyện. Rồi câu cuối cùng, Brahma me tăng quý hà rằng y tham mà hu, Brahma me tăng quý hà rằng y tham mà hu, Brahma me tăng quý hà rằng y tham mà hu. Chữ Brahma me tăng tức là do cái từ Brahman cộng với e tăng, Brahman cộng với e tăng. Brahman do từ Brahma có nghĩa là phạm thiên ha, phạm thiên. Rồi e tăng là cái hạnh của các cái vị phạm thiên đó, thì ở đây gọi là phạm hạnh, gọi là phạm hạnh. Phạm hạnh quy hà rằng, và quy hà ra, quy hà rằng, quy hà ra. Cái từ này quý vị học rồi mà. Quy hà rằng y nghe sao đây? Alo, ai còn nhớ cái từ quy hà rằng? Quên hết rồi. Quên lấy thì thôi. Ai còn nhớ? Chùa phải không? Chùa phải không? Tinh xá phải không? Còn gì nữa? Không phải chùa, không phải tinh xá, là còn cái gì nữa? Không phải chùa, không phải tinh xá, thì nó là cái gì đây? Alo, alo, ai còn nhớ? Quên hết rồi. Chỉ chùa Arama mới là chùa, còn quý hà ra là tịnh xá, a hà ra là tịnh xá. Chỉ thiền viện á, thiền viện là cái từ này nó mới có sau này không, chứ hồi thời kỳ Đức Phật á thì cái chữ quán á, chữ quán á có thể là thiền viện, bởi vì nó chính là một khu rừng. Quán á là rừng ha. Ví dụ như Chê Tóc Quán Á thì người ta dịch là Kỳ Đà Lâm. Kỳ Đà tức là coi như tên của Thái tử Chê Tá ha. Mà Lâm tức là Diệu Quán Á. Lâm có nghĩa là một cái khu rừng, một cái vườn thượng uyển, thì có thể là coi như thiền viện ha. Còn bây giờ chùa là Arama là chùa. Rồi sự sống, nơi sống, Chê Tóc Quán Á Quy Hà Ra, Chê Tóc Quán Á Quy Hà Ra. Vâng, ở đây Kỳ Đà Lâm tịnh xá, Kỳ Đà Lâm tịnh xá ha. Tên của Thái tử Kỳ Đà, Lâm là cái vườn thượng uyển, Quy Hà Ra là cái nơi an tịnh, tịnh xá cứ nghĩa là nơi an tịnh. Mà nơi an tịnh ở đây theo Sư Kim nói rằng cái nơi sống, cái sự sống an tịnh, nơi sống, sự sống an tịnh, người ta gọi là tịnh xá. Còn nếu mà không an tịnh thì người ta gọi thế nào? Động xá. Không an tịnh là động gì nữa. Nhưng mà đây quý hà ra có nghĩa là tịnh xá, là cái nơi an tịnh. Đúng rồi, nơi an tịnh. Rồi nơi an tịnh là còn gì nữa? Nơi an tịnh ở đây ám chỉ cái vấn đề gì? Đó là lữ hành nhập lưu. Lữ hành nhập lưu, nhập lưu. Rồi
Itamahu nè, cái này cái chữ cuối cùng nó xác định nè. Itamahu tức là ý thân cộng với ahu. Ý thân cộng với ma ahu, hai chữ này dính liền nhau mà nó rời ra làm cho chúng ta coi như hơi chép con ngỗng. Chúng ta hiểu lầm ở chỗ này, khổ một cái vậy, hiểu lầm chỗ này. Tức là ý tháp mà hú nó dính liền nhau ha. Quý vị quan hỷ ha. Ý tháp mà hú, quý vị quan hỷ chỗ này chút đi. Nhiều khi nó rời ra làm cho chúng ta coi như là nghĩ rằng ý nghĩa nó hơi lệch lạc đi ha. Rồi quý vị, chúng tôi sửa rồi nè. Ý tháp mà hú, câu cuối cùng này có nghĩa là ý thân cộng với a hú. Ý thân cộng với a hú, mà ý thân cộng với a hú như vậy thì sa thú siết như quan. Rồi siết như quan thấy có vẻ mì ăn liền ha. Sai đâu sửa đó. Đó, cái điều đó là cái điều quan trọng. Chữ Itamahu có nghĩa là tức là, chính là, hay là nói rằng tức là, chính là, mà tức là chính là cái gì? Cái chỗ này là cái chỗ quý hà răng nè, một cái nơi sống, một cái vị trí mà xin lỗi đã bước vào vòng thánh tịnh xá ha, hay là một cái nơi sống mà nó khác với người thường, khác người thường. Tức là cái vị này đã đi vào một cái trạng thái tĩnh lặng, đã bước vào thánh vực, đã bước vào thánh vực, đã nhập lưu. Cho nên cái câu số 9 này là một cái câu mà từ phàm đến thánh. Brahma mê tăng quý hà rằng ý thăm mà hộ, một cái sự xác định thân tâm thường an lạc, phàm hạnh chính là đây. Thân tâm thường an lạc, phàm hạnh chính là đây. Cái câu cuối cùng này xác định rằng đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh, giữ niệm từ bi này, thân tâm thường an lạc, phạm hạnh chính là đây. Và trong cái lối dịch mà chúng ta thấy rằng cố tâm niệm niệm công phu, khi đi khi đứng chuyên tu tham thiền, nằm ngồi mặc niệm thường xuyên, suốt sương đậu quả gieo duyên niết bàn. Đó là phương pháp thế gian, đó là hành kiểm đưa đàn vô sanh, thánh nhân ca tụng tán thành, xu dòng thánh vức lữ hành nhập lưu. Bây giờ chúng ta bắt đầu học ha. Alo. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu học. Bây giờ chúng ta đọc tiếp ha. Tích thần chắc rằng ni sinh nô hoa, tích thần chắc rằng ni sinh nô hoa, tích thần chắc rằng ni sinh nô hoa. Cái gì? Câu số 2 á. Sa ya no wa ya wa ta sa vi ga ta mi tho. Sa ya no wa ya wa ta sa vi ga ta mi tho. Sa ya no wa ya wa ta sa vi ga ta mi tho. Rồi bây giờ ôn lại hai câu này. Tích
thành cha rằng ni xin nô wa sa ya nô wa ya wa ta sa vi ga ta mi tho thành cha rằng ni xin nô wa sa ya nô wa ya wa ta sa vi ga ta mi tho câu số ba ê tăng sa tình a thích thầy giá ê tăng sa tình a thích thầy giá ê tăng sa tình a thích thầy giá và câu số bốn brahma mê tăng quý hà rằng y tháp ma hộ brahma mê tăng quý hà rằng y tháp ma hộ brahma mê tăng quý hà rằng y tháp ma hộ ôn lại câu ba câu bốn ê tăng sa tình a thích thầy giác brahma mê tăng quý hà rằng y tháp ma hộ ê tăng sa tình a thích thầy giác brahma mê tăng quý hà rằng y tháp ma hộ ê tăng sa tình a thích thầy giác brahma mê tăng quý hà rằng y tháp ma hộ rồi bây giờ chúng ta lặp lại ha từ trên xuống dưới theo dòng kinh tiếp thành cha rằng ni xin nô wa sa ya nô wa ya wa ta sa vi ga ta mi thu e tăng sa tình a thích thầy giác brahma mê tăng quý hà rằng y tháp ma hộ đọc dài vì cho khổ rồi họ đọc ngắn lại đi tiếp thành cha rằng ni xin nô wa sa ya nô wa ya wa ta sa vi ga ta mi tho ê tăng sa tình a thích thầy ya brahma mê tăng quý hà rằng y tháp ma hộ vậy thì cái đoạn này chúng ta có hai cách đọc ha một cách đó đọc một hơi dài mà ai cảm thấy rằng hơi dài đọc mà ho thì thôi đừng có đọc đọc chia ra làm hai đi bởi vì cuối câu số 2 nó là trường âm vậy thì đọc hai câu nó thoải mái hơn chứ đọc một lần bốn câu để rồi ho hen rồi cái xin lỗi bệnh hoạn rồi nói đó tại vô học trong này rồi bị bệnh không thôi bây giờ quý vị đọc hai câu đó ha tích thần chắc rằng ni xin nô wa sa ya nô wa ya wa ta sa vi ga ta mi tho ê tăng sa tình a thích thầy giác brahma mê tăng hà rằng y tháp ma hộ rồi hai câu như vậy quý vị thấy đọc thoải mái ha vậy thì khi mà qua giọng kệ chúng ta phải cũng phải đọc hai câu chứ đọc một lần bốn câu thì xin lỗi đứt hơi mà nhiều khi đứt bóng nữa khổ đọc hai câu và cái lối kệ đọc thế nào đây câu dài câu ngắn nè nó khó chứ không phải dễ Tị thánh cha răng ni xin nô hòa sa ya nô hòa ya hòa ta sa vi ga ta mi tho ê tăng sa tinh a thích thầy ya brahma mê tăng quy hạ răng y tham ma hù quý vị thấy khó hả dòng kệ hơi khó tinh thần cha răng ni xin nô wa se ya nô wa ya wa ta sa vi ga ta mi tho ê tăng sa tinh a thình thầy ya brahma mê tăng quy hạ răng y tham ma hù
kinh thánh cha răng ni sinh nô quả sa ya nô quả ya hua ta sa vi ga tam minh thô e tăng sa tinh a thị thay ya brahma mê tăng quy hạ răng y tham ma hồ cố tâm niệm niệm công phu khi đi khi đứng chuyên tu tham thiền nằm ngồi mặc niệm thường xuyên siêu tầm đạo quả gieo duyên niết bàn đó là phương pháp thế gian đó là hành kiểm đưa đàn vô sanh thánh nhân ca tụng tán thành sư dòng thánh bức lữ hành nhập lưu chúng ta chỉ đọc giọng kinh rồi qua giọng kệ không có phân tích trường âm đoạn âm ha. Rồi xin mời Siết Mê Ta nè, Siết Kim nè, rồi xin mời quý vị. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàng Kha Giá. Cảm ơn cô Kim Nhung, cô Nhất Tín Hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Cảm ơn cô Hồng Mai. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, quý chư tôn đức, quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc đoạn số 9 của kinh Từ Bi. Ít thằng cha rằng ni xin nô wa sa ya nô wa ya wa ta sa vi ra ta mít thô ê tăng sa tình a thích thầy gia brahma mê tăng quý hà rằng y ta ma hô tất thằng cha rằng ni sinh nô wa sa ya nô wa ya wa ta sa vi ra ta mít thô ê tăng sa tình a thích thầy gia brahma mê tăng quý hà rằng y ta ma hô cố tâm niệm niệm công phu khi đi đứng chuyên tu tham thiện nằm ngồi mặc niệm thường xuyên sưu tầm đạo quả gieo duyên niết bàn đó là phương pháp thế gian đó là hạnh kiểm đưa đạt vô sanh thánh nhân ca tụng tán thành xuôi dòng thánh vức lữ hành nhập lưu dạ tất thang cha răng ni xin nô wa sa ya nô wa ya wa ta sa vi ga ta mít thô ê tăng sa tinh a thật thay ya brahma mê tăng vi ha răng y tha ma hồ và con đã đọc và kể xong có chỗ nào sai sót thì xin ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa và con xin nhường mic cho cô Kim ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Quý vị nghe tôi rõ ha? Dạ, 1, 2, 3, 3. Ba người nghe rõ ha? Không có đứt khoảng ha? Thì tốt rồi. Con xin trả bài đoạn thứ 9 của Kinh Từ Bi. Trời ơi, đi chợ mới về mệt quá. Mắt mờ luôn. Con xin trả bài đoạn thứ 9 Kinh Từ Bi. Thành cha rằng ni sinh nô wa sa ya nô wa ya wa ta sa vi ta mít thô e tăng sa tịnh ắc thích thầy gia rằng ma nề tăng quý hà rằng y tha ma hú tích thành cha rằng ni sinh nô wa sa ya nô wa ya wa ta sa vi ta mít thô e tăng sa tịnh ắc thích thầy gia rằng ma nề tăng quý hà rằng y tha ma hú rồi dịch kệ ha kệ đi đọc thêm lần nữa rồi kệ rồi cũng cứ tưởng kinh pháp cú nhá lại cùng vừa nữa
đọc lại lần thứ ba đi cho chắc ăn rồi mới kệ. Tích thành cha văn mi sinh nô hòa xây già nô hòa già quá ta sao quý tâm mít thuộc ê tăng sát tình ác thích thầy gia rầm ma mê tăng quý hà răng ít tham mà hút tịch thành cha răng ni sinh nô hòa xây già nô hòa hòa gia ta xa quý tạc ta mít thuộc ê tăng sát tình ác thích thầy gia rầm ma mê tăng quý hà răng ít tham mà hút tịch thành cha răng ni sinh nô hòa thầy gia nô hòa giao hòa ta xa quỳ tắc ta mít thô ê tăng xa tín mắc tích thầy gia rầm ma mê tăng quy hà rằng ít ta ma hù phải thân dịch đó đấy để bắt kiếm đọc vô à dịch cố tâm niệm niệm công phu khi đi khi đứng chuyên tu thâm thiền nằm ngồi mặc niệm thường xuyên sưu tầm đạo quả gieo duyên niết bàn đó là phương pháp thế gian đó là hạnh kiểm đưa đàn vô sanh thánh nhân ca tụng tán thành xuôi dòng thánh vức lữ hành nhập lưu dạ để đánh vô máy in ra trời chữ viết ghê rợn quá chữ con viết là xấu xí lắm. À, trời ơi, để coi coi. Cảm ơn quý vị đã cho bông hoa vỗ tay vỗ chân, con cũng cảm ơn sư. Sư con có sai điều gì không sư? Trở về mắt mờ hết trơn rồi, nó mở ngoài trời nắng đó sư, không dám vô con đọc luôn. Thôi con xin cảm ơn quý sư, các sư, các quý cô tư nữ và quý vị. Hình như cô không được chung dung tới tiếp không? Con cũng không thấy nữa, còn không chắc nữa. Dạ con xin trả máy. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Từ Bi đoạn số 9 ạ. Tít thằng cha rằm ni xin nô hòa sa già nô hòa già hòa ta sa huy gà tam ni thô ê tăng sa tình a thít thầy gia phạm ma mê tăng huy hà răng y tha ma hu tít thằng cha rằm ni xin nô hòa sa già nô hòa già hòa ta sa huy gà tam ni thô ê tăng sa tình a thít thầy gia phạm ma mê tăng quy hà rằng y tha ma hu cố tâm niệm niệm công phu khi đi khi đứng chuyên tu tham thiền nằm ngồi mặc niệm thường xuyên sưu tầm đạo quả gieo duyên niết bàn đó là phương pháp thế gian đó là hạnh kiểm đưa đàn vô sanh thánh nhân ca tụng tán thành xuôi dòng thánh vức lữ hành nhập lưu. Dạ con xin kệ ạ. Tịt thang cha ram ni sin no wa sa ya no wa ya wa ta sa vi ga ta mi tho e tang sa ting a thi thay ya brahma me tang vi ha rang i tha ma hu ti thang cha ram ni sin no wa sa ya no wa ya wa ta sa vi ga ta mi tho e tang sa ting a thi thay ya brahma me tang vi ha rang i tha ma hu cố tâm niệm niệm công phu khi đi khi đứng chuyên tu tham thiền nằm ngồi mặc niệm thường xuyên siêu tầm đạo quả gieo duyên niết bàn đó là phương pháp thế gian, đó là hạnh kiểm đưa đàng vô sanh, nhân ca tụng tán thành, suy dứt hành. Dạ, con đọc và kể xong ạ. Con không có sai, con kính sư chỉnh sửa giúp. Dạ. Kính cảm ơn đạo. Xin mời Hồng Mai ạ.
Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính lễ quý chư tăng các cô cung nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc đoạn chính của Từ Bi Kinh. Tiếp thằng cha ram ni sin no wa sa ya no wa ya wa ta sa vi ga ta mi tho e tăng sa tình ác thiết thầy ya pa ma mê tăng vi hà răng y tha ma hu. Tiếp thằng cha ram ni sin no wa sa ya no wa ya wa ta sa vi ga ta mi tho e tăng sa tình ác thiết thầy yết pa ma mê tăng vi hà răng y tha ma hu. Dạ con xin lập kệ ạ. Tiết thanh cha răng ni xin no wa sa ya no wa ya wa ta sa vi ga ta mi tho e tăng sa tinh a thi thầy ya pa ma mê tăng vi hà răng y tha ma hu. Tiết thăng cha răng ni si no wa sa ya no wa ya wa ta sa vi ga ta mi to e tăng sa tinh a thi thay ya pa ma me tăng vi ha răng y tha ma hu. Cố tâm niệm niệm công phu, khi đi khi đứng chuyên tu tham thiền, nằm ngồi mặc niệm thường xuyên, sưu tầm đạo quả gieo duyên niết bàn, đó là phương pháp thế gian, đó là hạnh kiểm đưa đàn vô sanh. Thánh nhân ca tụng tán thành, xuôi dòng thánh vất lữ hành nhập lưu. Dạ con đã đọc xong, kính cảm ơn quan cận đã post bài, kính tri ân sư trí đức, tri ân cảm ơn quý đạo tràng. Dạ con xin xuống mic ạ, xin nhường cho vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ với bà quý cô tu nữ, và con chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Tít thằng cha rằng ni xin no wa sa ya no wa ya ya wa thân sa vit ga ta mít thô e tăng sát tin a thích thầy ya brahma mê tăng vi ha rằng ít tha ma hu. Tinh thần cha rằng ni xin nô wa sa ya nô wa ya wa thân sa vin ga ta min thô e tăng sa tin a thích thầy ya brahma mê tăng vi ha rằng ít tha ma hu. Cố tâm niệm niệm công phu, khi đi khi đứng chuyên tu tham thiền, nằm ngồi mặc niệm thường xuyên, si tầm đạo quả gieo duyên niết bàn, đó là phương pháp thế gian, đó là hạnh kiểm đưa đàn vô sanh. Thánh nhân ca tụng tán thành, xuôi dòng thánh vức lữ hàng nhập lưu. Con xin phép được kệ. Tinh thần cha răng ni xin no wa sa ya no wa ya wa thân sa huynh ga ta min thô ê tăng sa tin a thin thầy ya brahma mê tăng vi ha răng ít tha ma hu. Dạ con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Sa thủ sĩ Mita, sĩ Kim, sĩ Kim Nhung, sĩ Hồng Mai, sĩ Tina, quý vị rất là tuyệt vời, nhất là sĩ Kim Nhung rồi sĩ Hồng Mai ha. Cái bài này khó đâu phải dễ, vậy mà hơi luôn. Chúng tôi đọc một hơi mà muốn ho luôn muốn đứt giọng luôn. Đức giọng là đỡ nghe, đức bóng là mệt đó.
Nhưng mà quý vị đọc một hơi rất là thoải mái. Công nhận quý vị rất là tuyệt vời. Cái bài này có những cái chỗ nó trục trặc ha, tức là cái giọng đọc nó hơi hơi tắt, nhưng mà rồi quý vị đã thể hiện rất là tốt qua giọng kinh. Mà giọng kinh có hai cách đọc, một cách là chúng ta đọc hai câu, một cách là chúng ta đọc nguyên một bài. Nhưng mà nguyên một bài thì ở đây sĩ Kim Nhung này, sĩ Hồng Mai đọc một hơi tuyệt vời. Cái đoạn này nói lên cái ý nghĩa từ phàm đến thánh, từ phàm đến thánh. Khi mà chúng ta kiểm soát được, tức là đi, đứng, nằm, ngồi, mà luôn luôn chúng ta biết chúng ta đang đi, chúng ta đang đứng, chúng ta đang nằm, chúng ta đang ngồi, tức là thân thọ tâm pháp, mà chúng ta luôn luôn lấy cái thân của chúng ta làm đối tượng để tu tập. Thì như vậy khi mà quay lại với chính mình, nằm ngồi mặc niệm thường xuyên, tức là bất cứ giờ phút nào chúng ta cũng biết mình đang làm gì, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, tức là luôn luôn chúng ta có cái niệm. Niệm ở đây có nghĩa là chúng ta biết chúng ta đang làm gì, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, mà chúng ta biết được mình là ai, mình làm cái gì. Thì khi mà chúng ta biết được như vậy, người ta gọi là bình thường tâm thị đạo, tức là hãy trở lại với chính mình và mình biết mình, rồi mình mới biết người ta, gọi là tri kỷ tri bỉ. Khi mình biết được mình thì mình mới biết được người ta. Cái quan trọng là như vậy. Thì cái đoạn này là một cái đoạn rất là quan trọng, tức là hãy quay lại với chính mình, Ebasico. Hãy quay lại với chính mình, hãy nhìn lại chính mình, mình đang làm gì, đi, đứng, nằm hay ngồi. Mà đi, đứng, nằm hay ngồi trong cái thiện hay là bất thiện, cái quan trọng là mình phải biết. Mà biết cái đó, tức là có một cái niệm, có một sự thức tỉnh, có một cái sự theo dõi để biết mình làm cái gì, đó là thiện hay là ác. Mà đó là thiện thì hãy tùy duyên, tức là theo cái thiện đó, theo cái pháp đó mà đi lên. Còn nếu là ác ha, thôi khỏi khỏi cần đi lên chi nữa, rồi cái đùng xuống túc ở địa ngục là quỷ súc sanh bạ trù là, ở dưới cái cửa mở sẵn rồi, còn mình đi lên mình phải mở cửa đi lên, còn đi xuống thì dễ lắm rồi. Thì ở đây đó là hạnh kiểm, đó là nết hạnh, đó là cái phương pháp đưa đến cái vấn đề xuôi dòng thánh bước, từ phàm đến thánh. Mà khi chúng ta biết được mình là ai trong cái tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, thì cái đoạn này là cái đoạn quan trọng. Cái đoạn này rất là quan trọng. Cho nên có một cái lối dịch mà ngắn gọn, khi đi, đứng, ngồi, nằm, bao giờ còn thức tỉnh, giữ niệm từ bi này, thân tâm thường an lạc, phạm hạnh chính là đây. Một cái đoạn dịch mà rất là ngắn một gọn, năm chữ mà nó nói lên cái ý nghĩa rất là tuyệt vời ha. Rồi bây giờ thời gian còn nhiều, ai còn xung phong đưa tay lên đọc nó không? Nếu mà không đọc nữa thì chúng ta sẽ qua một cái pháp môn khác ha, tức là các pháp khác, để cái đoạn này đi vào tâm của chúng ta. Alo, bây giờ mới 5:18, Huynh Giang Nhật Hà, còn nãy giờ ngồi yên ru, rồi mời Huynh Giang Nhật Hà.
Dạ. Dạ. Dạ đạo tràng có nghe được không ạ? Dạ cảm ơn cô. Dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc đoạn số 9 của kinh Từ Bi ạ. Tích thằng cha rằng ni xin no wa sa ya no wa ya wa ta sa wi ga ta mi tho e tăng sa tin at thi thầy ya brahma me tăng quý hà rằng ít tham ma hu. Tích thằng cha rằng ni xin no wa sa ya no wa ya wa ta sa wi ga ta mi tho e tăng sa tin at thi thầy ya brahma me tăng quý hạ rằng ý tha ma hú. Cố tâm niệm niệm công phu, khi đi khi đứng chuyên tu tham thiền, ngồi nằm mặc niệm thường xuyên, sưu tầm đạo quả gieo duyên niết bàn. Đó là phương pháp thế gian, đó là hạnh kiểm đưa đàn vô sanh. Thánh nhân ca tụng tán thành, xuôi dòng thánh vức lữ hành nhập lưu. Dạ con xin phép được kệ. Tịch thằng cha răng ni xin no wa sa ya no wa ya wa ta sa quy ga ta mình thô e tăng sa tin a thi thay ya brahma me tăng quy ha răng y tha ma hu. Tịch thằng cha răng ni xin no wa sa ya no wa ya wa ta sa wi ga ta min tho e tang sa tin a thi thay ya brahma me tang wi ha rang i tha ma hu. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng xin sửa giùm cho con. Dạ cảm ơn sư đã post bài. Dạ con xin mời cô Hành Kiểm ạ. Nam mô Bổn Đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ ân đức Phật, con kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, con kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ sư. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc đoạn số 9 bài Từ Bi Kinh. Tiết thành cha rằng ni sinh nô hòa sa già nô hòa già quá tát sa quy ga ta mít thô ê tăng sa tình a đít thầy ya trầm ma mê tăng quy hà tăng ý tha ma hô. Con đọc lại lần nữa. Tiết thành cha tăng ni sinh nô hòa sa già nô hòa già quá tát sa quy ga ta mít thô ê tăng sa tịnh a đít thầy gia tầm mắt mê tăng quy hạ tăng y tha mà hô. Dạ con xin đọc bài phần dịch Việt. Khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh, giữ niệm từ bi này thân tâm thường thanh tịnh, phạm hạnh chính là đây. Con đọc cái phần dịch ở trong này, bài đưa lên trong điện thoại chữ nhỏ con đọc. Dạ nếu mà con đọc nó sai chính tả con xin sư sửa cho con nha. Có tâm niệm công phu, khi đi khi đứng chuyên tu tham thiền, nằm ngồi mặc niệm thường xuyên, sưu tầm đạo quả gieo duyên niết bàn. Đó là phương pháp thế gian, đó là hạnh kiểm đưa đàn vô sanh. Thánh nhân ca tụng tán thành, xuôi dòng thánh cái chữ này con đọc không được, xuôi dòng thánh xuất lữ hành nhập lưu. Dạ con xin kệ.
tin thân cha đăng ni sinh nô hòa xa gia nô hòa gia hòa tát xa quỳ gà tà mi thô ê tăng sa tín a đi thầy ya ram ma mê tăng quỳ hà đăng y tha ma hồ. Dạ con đọc xong rồi ạ, đó là sai, con xin sư với đạo tràng sửa cho con ạ. Con xin giấc mình dâng mít lại cho đạo tràng. Dạ con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính chào đạo tràng, là cảm ơn đạo tràng đã cho tự biết âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu số 9 của bài kinh từ bi hôm nay. Dạ, con cảm ơn sư Vi Quang đã đưa bài học lên. Tiếp thằng cha rằng ni xin no wa sa ya no wa ya wa ta sa vi ga ta mi tho e tăng sa tin a thi thề ya brahma me tăng vi ha rằng e tha ma hu. Tiếp thằng cha rằng ni xin no wa sa ya no wa ya wa ta sa vi ga ta mi tho e tăng sa tin a thi thầy ya brahma me tăng vi hà rằng y tha ma hu. Cố tâm niệm niệm công phu, khi đi khi đứng chuyên tu tham thiền, nằm ngồi mặc niệm thường xuyên, sưu tầm đạo quả gieo duyên niết bàn. Đó là phương pháp thế gian, đó là hành kiểm đưa đàn vô sanh. Thánh nhân ca tụng thánh thành, xuôi dòng thánh đức lữ hành nhập lưu. Và con xin kể. Tịnh thẳng cho rằng ni xin so qua sa ya nu wa ya vang ta sa vi ya ta min tho e tăng sa tin a thi thay ya brahma me tăng vì hà răng y tha ma hô. Tình thẳng cha răng ni xin nô wa sa ya nô wa ya wa tan sa vi ga ta mít thô e tăng sa tin a thi thay ya brahma me tăng vì hà răng y tha ma hô. Dạ con đã đọc xong, con có sai mong ngày sửa lời dùm con. Dạ con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Dạ, từ xin mời bàn tay của thiên vũ nha. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc đoạn kinh từ bi số 9. Tít thằng cha rằng ni sinh nô qua sa ya nô qua ya qua tát sa vi ga tát mít thô thầy ya rằng ma mê tăng quý hà rằng ít thác ma hu. Tít thằng cha rằng ni sinh nô qua sa ya nô qua ya qua tát. Con xin đọc lại. Tít thằng cha rằng ni sinh nô hòa sa ya nô hòa ya hòa tát sa vi a tát mít thô ê tăng sa tinh ác thiết thầy ya rằng ma mê tăng quý hà rằng y thác ma hu. Cố tâm niệm niệm công phu, khi đi khi đứng chuyên tu tham thiền, nằm ngồi mặc niệm thường xuyên, sưu tầm đạo quả gieo duyên niết bàn. Đó là phương pháp thế gian, đó là hạnh kiểm đưa đàn vô sanh. Thánh nhân ca tụng tán thành, xuôi dọc thánh đức lữ hành nhập lưu.
Dạ, con đã đọc xong, con chưa biết kệ bài này, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý Chi Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Con xin đọc tiếp kinh Từ Bi đoạn 9 ạ. Dạ. Tít thần cha rằng ni xin nô hoa sa ya nô hoa ya wat ta sa quy sa quy ga ta mít thô ê tăng sa tình a thiết thầy ya ram ma mê tăng quy hà rằng ít tha ma hô tít thần cha rằng tít thần cha rằng ni xin nô hoa sa ya nô hoa ya wa ta sa quy ga ta mít thô ê tăng sa tình a thiết thầy ya ram mát mết ta mết tăng quy hà rằng a tha ma hu. Cố tâm niệm niệm công phu, khi đi khi đứng chuyên tu tham thiền, nằm ngồi mặc niệm thường xuyên, sưu tầm đạo quả gieo duyên niết bàn, đó là phương pháp thế gian, đó là hạnh kiểm đưa đàng vô sanh. Thánh nhân ca tụng tán thành, xuôi dòng thánh vức lữ hành nhập lưu. Dạ con xin đọc lại một đoạn nữa ạ. Tích thần cha rằng xin nô qua sa ya nô qua ya wat ta sa vi ga ta mít thô e tăng sa tình a thiết thầy ya ram ma mắt ma mê tăng quý hà ram ít tha ma hu. Con xin được kệ ạ. Tỳ thần cha rằng ni xin nô qua sa ya no wa ya wa ta sa vi ta ta mi tho e tang sa ting a thi ta ya ram ma me tang vi ha rang i tha ma ho. Con xin đọc hết vậy ạ. Con xin được xuống mic ạ. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ ha? Sa thú, sĩ pháp ngộ. Dòng kinh cũng hay, dòng kệ cũng tuyệt vời. Có nhiều vị thấy rằng khó, không dám kệ. Nhưng mà sĩ pháp nguồn mới đến với pháp hội này mà kinh kệ cũng song hành ha. Rất là hoan hỷ. Rồi. Đại đức Trời Đức thắc mắc tại sao cái câu đầu ở đây nó khác với những cái bản kinh ha. Alo, Đại đức Trời Đức còn có chiếc máy hay không? Mong rằng quý vị đến sớm một chút. Khi vấn đề giải thích về tự vận á, chữ tích thật tí, tích thật tí tức là đứng, ở đây là tích thân. Rồi chá và tí là đi, thì ở đây là chá răng. Đi si là tí là nằm, là nằm ha. Thì ở đây ni sinh nô, rồi sá gia nô, sá gia đi đứng nằm ngồi, bốn cái tư thế. Con người của chúng ta có bốn tư thế: đi, đứng, nằm, ngồi. Thì ở đây để được thắc mắc tít thanh chá, tức là chữ N và chữ chá nó dính liền nhau. Thì nó cũng giống như tít thân chá răng, ý nghĩa giống nhau hết chứ không có khác. Chẳng qua là chuyện cái vấn đề người ta lô bô và xâm thí, xóa và ráp chữ. Thì khi mà chúng ta đọc á, thì cái âm giọng nó khác một chút, nhưng mà ý nghĩa nó vẫn giống nhau, chứ không có khác biệt ha. Không có khác biệt.
Chị ơi, tít thăng, thay vì tít thăng chá, tít thăng chá và tít thăng nó cũng giống nhau. Về tít tha có nghĩa là đứng, cha ra là đi, ni sinh nô là ngồi, và sa gia nô có nghĩa là nằm. Đó, như vậy trong bốn gói nghi đi đứng nằm ngồi nó thể hiện qua những cái từ này. Nhưng mà chúng ta thấy tiết thanh giác, tức là nó dính liền nhau, hoặc là tiết thanh giác rằng nó ý nghĩa cũng giống nhau. Cái này nghe cái vấn đề mà để chúng ta tự thích thắc mắc là đúng, nhưng mà chúng ta hiểu ý nghĩa nó. Do cái đây là một bài kệ, nó có một cái sự trình bày mà nó đều nhau, tức là coi như cái câu trước là 8 từ hả, thì cái câu sau nó dài hơn. Và trong cái bài kệ Karani này, bài kệ Kinh Từ Bi này, thì từ trên xuống dưới nó có một cái âm vận đó, nó đều đều nhau là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ôn lại ha, ôn lại cái bài này, ôn lại bài này bằng cách là bây giờ chúng ta không có đọc dòng kinh nữa mà đọc dòng kệ. Bởi vì quý vị nói ô cái đoạn này khó quá, khó cái gì, quý vị thấy xe chạy ầm ầm, người ta uống cà phê nói chuyện ào ào như vậy mà chúng cần kiểm đọc một cách rất là vô tư. Tại sao mà sĩ cần kiểm mà thành công như vậy? Bởi vì ở trong cái đoạn này có tên của sĩ thành kiểm khổ quá, đó là hành kiểm đưa đàn vô sanh. Nhưng mà khi mà nhìn vô tiếng Việt này, cái chữ đầu tiên trong cái bài này là cố tâm niệm niệm công phu, chứ không phải là có tâm nha sĩ thành kiểm. Nhìn vô đọc mà tiếng Việt Nam mà đọc cố tâm là khác, mà có tâm là khác nha. Alo. Rồi bây giờ chúng ta từ trên xuống dưới ha. Nhưng mà trước khi mà từ trên xuống dưới chúng ta ôn lại, thì bây giờ chúng tôi xin đặt ra để rồi chúng ta lấy cái đà từ dưới lên trên, là từ trên xuống dưới. Những vị nào chưa đọc thì từ từ, nhưng mà đọc nguyên bài nha, từ trên xuống dưới. Bây giờ chúng tôi đọc trước, bây giờ không đọc theo dòng kinh nữa mà đọc dòng kệ. Chúng ta ôn dòng kệ. Rồi tuần tới là bài thứ 10 là kết thúc cái đoạn bài kinh này ha. Thì thành cha răng ni sinh nô hoa sa ya nô hoa ya hoa ta sa vi ga ta minh thô e tăng sa tinh a thị thay ya brahma mê tăng vi ha răng i tham ma hô. Rồi bây giờ đọc lại lần nữa ha, chúng ta theo giọng kệ đi ha. Giọng kinh thì quý vị đọc tuyệt vời rồi, bây giờ giọng kệ. Tinh thần cha răng ni sinh nô hoa cha gia nô hoa gia hoa tan sa vi gắt tam minh thô e tăng sa tinh a thị thay gia Brahma mê tăng vi ha răng vi tham ma hù. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu ôn lại ha, từ trên xuống dưới, từ đoạn 1 tới đoạn 9 bằng giọng kệ chứ không phải giọng kinh. Quý vị chuẩn bị tinh thần ha. Từ đoạn 1 tới đoạn 9 bây giờ chúng tôi đọc trước.
Rồi quý vị chắc chắn là quý vị mỗi lần học như vậy đã ghi chép bài. Thì bây giờ quý vị cứ lập ra, chúng ta ôn lại, văn ôn võ luyện thì mới có, chúng ta mới có tâm từ. Mà tâm từ thì chúng ta phải liên tục, chứ không phải là từ khúc hay là từ bỏ, mà chúng ta phải thường xuyên. Vậy thì từ trên xuống dưới ha. À, chúng ta xin đọc nữa. Karani yaman thakusale na yan tang san tang badang apisamen cha sangko uchu jasu uchu cha suwacho chan samudu anati mani santun sakun jasuparo chan ambakin chun jasan lahu kawun si santin riyo chenipako chan ambagam po kule suananugin tu na chakun dang saman chare kinchi ye na winyu bare Upawadai yung Sukhino wa khe mino hon sum Sambe santa Bawan tu sukhi tanta Ye ke chi ba na phu tan thi Ta sa wa tha wa ra wang Anawase sa Di kha wa ye mahanta wa manchimaran saka anukathula Ding tha wa ye wa ding tha ye chadure wa san tia vidure Phu ta wa sam pha ve si wan sam be san ta pha wan Sukhitanta Naparo barang nikumbe thanya timanye takan thachinang kinchi Yarosana batigasanya nanyamanyan sadung kamichaya Mata yatha niyam puntang ayusa eka puntam anurangke Ewam bisam bapu manasang pawayeng aparimanang Mentancha sambalokasming manasang pawayeng aparimanang Unthang atho chatiriyancha asambathang awerang asabantang Tinthancha rang nisino wan sayano wan yawatan savigataminthom Etang satin athithayam brahmametang viharang Ithamahu. Rồi, bây giờ xin mời quý vị ôn lại từ đoạn 1 đến đoạn 9 qua giọng kệ ha. Rồi, ai đưa tài? Văn ôn, võ luyện. Từ bi thì chúng ta phải niệm tưởng thường xuyên, chứ không phải là từ đoạn từ khúc, tức là từ trên xuống dưới. Rồi, sa thủ xích hồng mai, trầu gội, xích hồng mai, xích hồng hà, xích kim nhung, hai vị này có một cái giọng dài, có một cái giọng dài, rất là tuyệt vời. Rồi, sa thủ, xin mời. Dạ, con kính mình lại ba ngôi tam bảo, con kính mình lại sư trí đức, kính lại tư tuệ đức, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng, và con xin đọc kệ ạ. À. Kaniya matha kusalena yantang santang pada akisamecha sakho uchu suchu cha suwacho cha samudu anatimani santusako cha sufaro cha
apakicho cha salau kahute sangtin triyo cha nipako cha apagafo kulesu anu ananuhito nacakut dang sama care kinci yena winyu pare upawadayam sukino wa kemino hontu sambe satta fawantu sukitatta yeke cipa nafutathe tasawatha warawa anawasesa ikawa ye mantawa mancimala saka anu kapula ditawa ye wa andita ye cadure wa santi awidure putawa sampawe siwa sambe satta sawantu sukitanta naparo parang nikubbetha nati manye thakam thachinang kinchi yarosana patika sanya nanya manya nasadukha mitchaya matayathani yang putang ayusa eka putta manurakhe ewam sambhafutesu manasang fawaye aparimanang netanca sabbalokasmin manasang fawaye aparimanang utang ato jatiriyanca asambatang awera asapat tang ditang jarang misino wa saya no wa yawatas sawigatanito etang sating apitaya pamanetang viharang itamau. Dạ con đã đọc xong ạ, con kính chị ân sư Trí Đức ạ. Xin mời việc kế tiếp. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ con kính. Dạ alo alo ạ. Dạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ con xin kể ạ. Karanija matha kusalena yantang santang badang afisa maikuncha sakko ucho cha sucho cha suwacho cha samudu anatimani santusako cha suparo cha apakicho cha sanlahu kabuti santiriyo cha nipako cha abbagafo kulesu ananugito nacakudang samacare kinci jena winyu pare ubawadayung sukino wa kemino hontu sabbe satta fawantu sukitatang ye ke chi pa na phu ta thi ta sa wa tha wa ra wa a ra wa se sa i kha wa ye ma han ta wa chi ra sa ka anu ka thu la i kha wa ye wa a di tha ye che wa san ti a wi du re phu ta wa sam pha we si wa sat be sat ta pha quan tu su khi ta ta na paro parang ni kup be tha na ti man ye tha ka tha chi nang kim chi ya ro sa na pa ti kha san nya nanya manya sa duk kha mik chay ya
ma ta ya tha ni yang bút tăng a yu sa e ka bút ta ma nu rắc khê e quán bi sắc ba phu tê su ma na sang pha wa ye a pa ri ma năng Nguyệt tánh cha sắp bà lô cát minh ma na sang pha wa ye a pa ri ma năng Út thăng a thô cha ti rinh cha a sam ba thăng a vê răng a sắp ba thăng cha ram ni sin no wa sa ya no wa ya wa ta sa vi ga ta mi tho e tăng sa tinh a thi thay ya brahma me tăng vi ha răng y tha ma u Dạ con đã kệ xong ạ. Dạ con kính tri ân sư. Dạ thân mời vị kế tiếp. Dạ kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Minh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Tệ Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Minh kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Minh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Minh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, kính bạch ngài, con giờ nói con không nổi nữa, chắc chắn đó con kể không nổi rồi. Nhưng mà lúc nãy con nghe nói là đọc rồi, bây giờ kể mà con không thấy ai đưa bàn tay nên con đưa tay thôi. Mà nếu ngài cho phép con đọc thì con đọc, còn ngài không cho phép con đọc thì xin mời người kế tiếp. Dạ, còn nãy giờ con đi một vòng sân chùa để tiếp khách nên con chạy vào thì con không có nói nổi thôi. Xin mời Pháp Luân Lào Cai nha. Dạ vâng ạ, con xin được vừa kể vừa tập học một chút thôi, bởi vì là ở trong đây thì đa số là học là chính, cho nên là con biết là con đọc cũng chưa chuẩn mà tụng cũng chưa hay, nhưng mà thôi xin cho con xin được phép con thử một lượt xem sao. Dạ con kính mong cả nhà hoan hỷ cho con ạ. Con xin được kệ ạ. Ca da ni ya ma tha ku sa le na yam tang san tang padang apisamecha sakho uchu cha suhu chu cha suwacho cha samutu anatimani santu sakho cha sufayo cha apakicho sa Chasala hukavuti Santing diyo chani pako cha Apagato ulesu anaguhito Nacha kudang sama chare kinchi Yena winyu pare upaware yum Sukhi no wa kemi no hontu Sabbe satta pawantu sukhi tatta Yekechi panaputati Tassa watta warawa anasa wesesa
đi kha wa re ma han ta wa ma chi ma ra sa ka anu ka thu la đi tha wa ye wa a di tha ye cha ru ye cha ju re ye cha ju re wa san ti a wi ju re phu ta sa wa sam a se wi we si wa sa pa sa tha pa wan tu su khi ta ta na pa ro pa rang ni ku pe tha na ti man ye tha kat tha chi nang ki chi ya ba yo sa na pa ting kha san ya nhanh nhà mạnh nhà sa du kha mít chê ya mà ta ya tha ni yang pu tăng a yu sa e ka pu tăng ma nu ka khe e wa pi sa pa pu te su ma na sang pa wa ye a pa ri ma nang mittang cha sa ba lo khas ming manasang pa wa ye a pa ri ma nang uthang a tho cha ti ri nhanh cha a sa pa thang a we rang a sa pa tang ti than cha rang ni sin no wa sa ya no wa ya wa ta sa vi ga ta mi tho e tang sa ting a thi thê ya ram ma me tang vi ha yam i tha ma ho. Dạ, con xin đọc hết ạ. Có gì mong cả đạo tràng hoan hỉ cho con này. Dạ, con xin được xuống mic ạ. Dạ. Dạ con kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu. Không biết đạo tràng có nghe con rõ không ạ? Dạ cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn Thiên Dụ, cảm ơn Thích Nhật Bình. Dạ con xin kệ ạ. Lâu quá con không có kệ, con không biết con có kệ được không. Có gì đạo tràng quan hỷ với con ha. Garaniya Mathakusalena Yang tam satang padang apisamecha Sako uchu cha suhu chu cha Suwacho satya mutu anatimani Santu sako cha suparo cha Apakicho cha sanlau kawuti Santin kriyo cha nipako cha Apagapo kuleso ananu vito Na cha khudang samachare kinchi Yena vinyu pare upawade yung Sukhi no wa kemi no huntu Sape sata pawanto sukhita Yeke chipa na putati Tasa wata wara wa ana wa sesa Ila wa ye mahanta wa Machimara saka nuka thula. Dạ con đã đọc xong. Dạ hết rồi phải không? Ồ dạ chưa. Dạ con xin đọc tiếp ạ. Dittha vaye cha adittha ye cha dure vasanti avidure puta vasam pave siwa sappe satta pavantu sukhitatta
mê tánh sắp mê tánh cha sắp và lô cát minh mana sang pha hòa dễ áp con xin đọc lại cái này mana sang pha hòa dễ áp mana u thân áp thu cha tí cha tí ri danh cha a sam phat ram a we rang a sa phat tang ti thang cha rang ni sin no wa saya no wa ya wa ta sa wi tam ni thu e ta sa ting a thi thay ya brahma me tang vi ha rang ti tha ma hu. Dạ con đã đọc xong, con kính dạ con đã kể xong, con kính duyên đạo tràng, con xin gửi mít là cha đạo tràng ha, xin được phần cầm mít ha. Dạ sa thú kính cảm ơn người đẹp Nhật Quỳnh nói. Nhật Quỳnh kể không nổi mà Thanh Thủy không kêu Nhật Quỳnh thì khổ thiệt luôn. Dạ con xin được kể. Dạ con ráng hết sức mình. Dạ ráng hết mình. Dạ cả đã. Dạ con kính tri ân đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Dạ mà Nhật Quỳnh thấy bằng tay xếp niệm từ rồi, để Nhật Quỳnh cầm mic chút xíu nghe niệm từ nha, để Nhật Quỳnh bỏ mic xuống một hồi nữa nghe cho Nhật Quỳnh ăn cháo lương nữa. Karaniya matha kusalena yan tang san tang ba đẳng avisamet cha sat kho ucho su chu cha su qua chu cha sam adu anatimani san tu sa cô cha su ma ro cha a pa kích chu cha san la hu ca vuốt ti san tinh di vô cha ni ba cô cha a pa gặp hô cụ lê su anu kít thô na cha khúc đăng sa ma cha rê kinh chi dễ na huynh nhu bà rê u ba quát đầy dùm su khi nô va khê mi nô hôn tu sa pê sa ta và quán tu su khi tát ta về kê chi ba na phu ta thi ta sa qua tha qua ra qua ana qua se sa đi kha qua dê ma hạnh ta qua ma chi ma ra sa ca anu ca thu ra định thi qua dê và anh thì tha dễ cha đu rê và san ti a quy đu rê hù ta qua xăm và quê sĩ qua xa bê sa ta và quan tu su khi tát ta na ba rô ba răng ni cúp bê tha na ti man nhê tha ca tha chi năng kinh chi cha rô sa na ba tê ga san nha na nha man nha sa đục ca mít chay ya ma ta ya tha ni văn bùa tăng ayusa e kabutamanurat ke e văn bi sap ba phu tê su mana sang pha wa ye avarimanang mẹ tặng cha sắp bà lâu cát minh mà na sang pha
ba ri ma năng uất thăng a thơ cha ti ri yan cha a sam ba thăng hạ quê răng a sa bát tăng tề thăng cha răng ni sinh nơ qua xa ya nơ qua giải quát ta sa ga ti mít thơ ê đắng sa tinh a thịt thay ya rằm ma mê tăng vị ha răng y tha y tha ma hô. Nam mô Bụt Tha Ya. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, kính mời trích niệm tự. Dạ, con xin cúi đầu lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ sư tuệ đức, con kính lạy quý bà quý cô tu nữ, con kính lạy lại cô tu nữ Phúc Hạnh và con kính chào đạo tràng. Dạ, con cảm ơn đạo tràng đã cho niệm từ biết âm thanh rõ. Dạ, con xin kể. Dạ, cảm ơn sư Như Quang đã đưa bài học lên ạ. Karaniya matha kusale na yan tang san tang ba dang avisa mekcha sanko uchu cha su uchu cha su wa chu cha samudu anatimani santun sako cha sumparo cha ambakicho cha sanlahu kawunti santin triyo cha nibako cha ambagapo kulesu anagu nugintom na cha khut đăng sa ma cha re kinh chi ye na vinh nhu ba re u ba wa de yu su ki no wa khe mi no hon tu sam be sắc ta pa wan tu su ki tat ta ye che ye ke chi ba na phu tan thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di di kha wa ye ma han ta wa mang chi ma ran sa ka anu ka tu la Đình tha wa ye wa anh đình tha ye cha du re wa san ti a vi du re phu ta wa sam pa we si wa sam be sang ta pa wan tu su ki tan ta na ba ro ba rang ni ku bê tha na ti man ye tha cảnh tha chi năng kinh chi ya ro sa na ba ti ga san nya nan nya man nhan sa du kha minh chi ya ma ta ya tha ni yang bụt tăng a su sa e ka bụt ta ma nu ren khe e vam bi sam ba phu te su ma na sang pha wa ye a ba ri ma nang men tan sap pa lo ka smin ma na sam pha wa ye abari ma nang ut thang atho cha ti ri yang cha asam pa thang awe rang asapat tang tin thang cha rang ni sin no pha wa
Tịnh thắng cha răng ni xin nô wa sa ya nô wa ya wa tan sa vi ga ta mít thô y tăng sa tin a thi thê ya brahm ma mê tăng vi ha răng y tha ma hu. Con đã kể xong, con cũng cảm ơn đạo thầy nhiều. Giờ mình tự xin mời bào thai của Sis Meta. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ quý sư, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cũng cố gắng kể. Và mặc dù cái thời con rất là ngắn nhưng con cố gắng. Karani ya matakusale na yan tang san tang ma dang a phi sa mạch cha sa cổ chô cha sổ chô cha sổ qua chô cha sa mô đô na ti ma này sang tổ sa cô cha sổ pha rô cha áp ba kích chô cha sẵn la hô ca vút tì sang tỉnh ri vô cha ni ba cô cha áp ba ra phô cụ lệ su a na đô gất thô na cha khuất đăng sa ma cha rê kinh chi dễ na huynh nhô bà rễ ô ba quá đầy dùng sù khỉ nô và khể ni nô hòn tô sập bể sát ta phà hoàn tu sù khỉ thất ta về kể chi bà na phu tắc thi ta sa hoa thà hoa ra wa ana wa se sa di kha wa ye man ta wa mat chi ma ra sa ka anu ka tu la di kha wa ye cha đức tha ye cha du re wa san ti a vi du re Phụ tả hoa sầm phá quê si hoa sạc bê sát ta phà hoãn tu suốt khi tập ta nà bà rô ba răng nì khúc bê tha nà tỉ mân dê thà ca kinh ta chi năng kinh chi và rô sa na bà tỉ kha san nha nan nha man nha sa duk ca mất chay ya ma ta ya tha ni văn bụt tăng a du sa ơi ca bụt ta ma nu rắc khê e quẩm bi sạc ba phu tê su ma na sang pha hoa dê a ba ri ma năng mẹ tận cha sắc ba lô cách minh ma na sang pha hoa dê a ba ri ma năng ô thằng a thô cha ti ri dân cha a sắm ba thăng a huệ răng a sa bát tăng tịch thẳng cha răng ni sinh nô hoa sa giả nô hoa và hoa tát sa vi ra ta mất thô đề tặng sa tinh a thịt thầy giả brahma mê tăng quỳ hạ răng ý ta ma
con đã kể xong. Con không biết có chỗ nào sai sót gì thì xin quý sư cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Con kính thăm lễ ba ngôi tam bảo, con kính thăm lễ ngài chủ tịch quý sư quý đại cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc tiếp. Karani yamanta kusale na yang tang sang tang abhisamencha sang ko chu sa ho chu cha Suvat cho chan sanh anati nani san thun sa ko cha sung tha lo cha am ta khi cho cha sa la hun khao ti san ti nai yo cha ni pa ko cha am pa kam po ku le su anani din do Na cha ku tang sa ma cha le kin chi Ni na win hư pa le u pa we de yin Su ki no wa ke ni no on tu Sam pe san ta pa wan tu se ki tan ta Ni ke kin chi pa na pu ta ti Ta sa wa ta wa ra wa an na wa se sa Din ka wa ye ma han ta wa Man chi ma lan sa ka an na tu ka la Din ta wa ye wa a din ta Ye cha du re wa san ti a vi du ye Bù ta wa sàm pa wa se si wa Sàm pe sàn ta pa wan tu si ka ta di ta Na pa lo pa lang ni kum ben ta Ya tin men ye ta khan ta chi nang kin chi Ya lo sa na pa ti ka san ya Nhân nhà văn nhân xa đường hoa đức chê nhà Mà ta nhân tha mì nhân vun tân A yu sa e ka vun ta man nữ lăng kê E vong thi sâm pa phù thê sư Ma na sâm pa hoa yê a pa rê ma nâng Nhân tân cha sẵn phá lô ca sĩ Má nan sẵn phá hóa nhé A phá hi má nâng Bồn thăng á thô trả thi á dân cha Á sẵn phá thăng á huế đăng á sẵn phá thăng Tình thăng cha lăng mì xin lô hóa Sa ya no wa ya wa ta sa vi ta gam mi tu E tang sa tin a tin thay ya Tam ma ne tang mi ha lang e tha ma ho Dạ con đã đọc xong, con có sai xin đại nhà và đại tràng sửa giùm cho con kính mời vị kế tiếp. Dạ, sa thu kính cảm ơn Sithina. Dạ, cảm ơn thành thị Kim Nhung cho Nhật Bình biết được tính phần hiệu. Dạ, cảm ơn Kiều Vũ Hồng Mai. Dạ, cảm ơn chị Mát Ta. Nam Mô Bích Thai, dạ, đồng hồ con là 6:19 rồi.
mà con chắc có lẽ là không còn vị nào nữa. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài Chí Đức từ bi trở lại đạo tràng để đúc kết học ngày hôm nay ạ. Dạ, ngài cho con xin một tín hiệu, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bích Hai. Dạ. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài Chí Đức ạ. Mình ế hết giờ rồi đó Thanh Thủy ơi, còn có 10 phút nữa thôi. Ngài chắc ra ở gần sông Muôn đó Thanh Thủy, ngài ở gần sông Muôn. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức ạ. Ngài cho con xin một tín hiệu bạch ngài. Có người nói thấy Hồng Mai đưa tay. Hồng Mai có đưa tay không? Hồng Mai ơi, alo, Hồng Mai có đưa tay không? Sao Mai Nhật Quỳnh không có thấy cái tay Hồng Mai mà có người nhắn tin là có Hồng Mai đưa tay? Vậy là Mai Đại Dương có chuyện rồi nha. Đại Dương ơi, Mai Đại Dương có chuyện rồi nha. Hồng Mai không có đưa tay mà nói Hồng Mai đưa tay nha. Dạ, không sao, lâu lâu là vậy đó, là lâu lâu có mấy người này người kia vậy đó. Cứ lâu lâu là vậy, bản thân Nhật Quỳnh cũng vậy đó. Lâu lâu có thấy có một vị đưa tay hoài, mình nhìn lại mình biết là không phải rồi, nên chạy ra chạy vào thì không còn thấy bàn tay. Dạ, Nam Mô Bích Hai. Dạ, dạ một lần nữa con cung thỉnh ngài Trí Đức à. Bạch ngài, con có chính phúc bạch ngài, đợi con kính dâng bạch đến ngài. Alo, 123 123, quý vị nghe rõ không ạ? Ơi, xa thú xa thú. Hôm nay quý vị thoải mái nha, đang gọi là kệ thì sao cũng được hết á. Vị nào cái giọng cao, giọng thấp, giọng trung bình hay là giọng dài, giọng ngắn, cái gọi là kệ thì không ai có ý kiến. Chứ nếu mà đọc giọng kinh á, chúng tôi có ý kiến. Còn kệ là để cho quý vị thoải mái mà. Hôm qua quý vị thắc mắc hỏi ngài Biểu Tông ha. Tìm câu hỏi, tìm không ra. Rồi bây giờ thì trong cái giờ học này quý vị thấy vô tư không? Kệ sao cũng được. Từ cái đoạn 1 tới đoạn 9 quý vị rất là thoải mái, hay dở không ai khen ai chê gì hết. Nhưng mà nếu đọc theo dụng kinh này thì chúng tôi phải chú ý. Cho nên hôm nay kệ cái đoạn thứ 10 để chúng ta ôn lại cái dòng kinh, thì cái gì theo cái đó ha. Và cái đoạn 10 là đoạn chấm dứt. Thì ý nghĩa của bài kinh từ bi này, tức là trong cái tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, bất cứ trong bốn quan nghi này, luôn luôn chúng ta có sự thức tỉnh, có sự ghi nhớ, có sự biết mình. Và cái quan trọng là mình biết mình đang làm cái gì ngay phút hiện tại. Cái quan trọng là ngay cái phút hiện tại bây giờ này, chúng ta đang làm cái gì. Và chúng ta phải biết, và biết trong cái thiện pháp, chứ không phải biết trong cái ác pháp. Biết trong cái tâm từ, chứ không phải là biết trong cái tâm sân hoặc là tâm tham. Thì cái đoạn này là một đoạn quan trọng giữa phàm và thánh. Xuôi dòng thánh quốc lữ hành nhập lưu, tức là cái giai đoạn mà chúng ta biết rằng chúng ta sẽ đi về đâu. Từ cái kiếp người này, từ cái nhân sản này, bước qua thiên sản, bước qua thánh sáng. Và chúng ta phải giữ một cái niệm, niệm từ. Hôm nay xin niệm từ
âm thanh của chiếc niệm từ thấy hình như không được ổn định, hình như sức khỏe của chiếc niệm từ thấy không được bình thường ha. Mấy hôm trước thì cái giọng nói của chiếc niệm từ thì thấy có vẻ hơi trong trẻo, còn hôm nay không biết niệm thế nào mà thấy không có từ xíu nào ấy. Bệnh á, quá wow. Rồi bây giờ xích bệnh hay xích niệm tâm từ đi. Đó. Cái nickname của xích là niệm từ, mà xích bệnh niệm niệm từ đi, tức là từ bỏ cái bệnh. Niệm từ bi thì cái bệnh nó bỏ. Rồi chúc xích hướng tâm về cái đoạn kinh này, để rồi khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, mình biết mình đang trả cái nghiệp của quá khứ, tức là cái bệnh nó đến với chúng ta, tức là do vật thực này, do thời tiết này, hoặc là do nghiệp, hoặc là gì đó, thì bây giờ chấp nhận nó, để rồi chúng ta trong bốn quan y, chúng ta biết chúng ta đang làm có sự thức tỉnh. Mà có sự thức tỉnh như vậy thì cái bệnh này nó thấy mất trở, nó đi chỗ khác hết trơn. Đối với người mà phóng dật, đối với người mà có giải đãi dễ vui, thì cái bệnh nó đến với họ, họ buồn rầu sầu khổ. Còn đối với chúng ta khi mà tu tập ấy, cái bệnh nó đến, nếu mà thân bệnh thì chúng ta phải dùng thuốc men, còn nếu mà tâm bệnh thì chúng ta phải dùng tâm từ để chúng ta coi như từ bỏ nó, đi đứng nằm ngồi, chúng ta không quan tâm đến nó, bởi vì cái pháp nó đến rồi nó sẽ đi, chứ không phải cái pháp mà nó đến rồi nó trụ mãi lại, thì như vậy còn gì là vô thường, nó đến rồi nó đi, đó là cái thực tánh của pháp, nó là như vậy. Chúng ta không có giữ nó, chúng ta cũng không có ôm ấp nó, chúng ta cũng không chấp thủ nó khi nó là đẹp hay là xấu. Vậy thì cái bệnh nó đến với chúng ta rồi nó cũng đi thôi, nhưng mà đi nhanh hay đi chậm, muốn đi nhanh thì chúng ta phải biết đi đứng nằm ngồi trong bốn chúng quân bình. Mà quân bình ở đây có nghĩa là chúng ta luôn luôn kiểm soát, chúng ta luôn luôn ghi nhận chúng ta đi nhanh hay đi chậm, chúng ta biết. Vì chính cái biết đó, cái bệnh kia nó đến với chúng ta và thấy chúng ta không quan tâm tới nó, không quan tâm tới nó là nó cũng mất cỡ, là nó cũng quê độ, là nó cũng bỏ đi hồi nào hồi mình không hay. Thôi cố lên xin niệm từ. Xin niệm từ đã có cái đề mục để mà niệm thì chắc chắn rằng cái bệnh chỉ là chuyện nhỏ ha. Có ai sinh ra trong đời này mà không bệnh? Có ai sinh ra trong đời này mà không già không chết? Đó là một quy luật. Và chúng ta biết cái quy luật như vậy rồi, chúng ta rất là nhẹ nhàng khi mà xúc chạm việc đời. Cái quan trọng ở đây, khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm là hạnh phúc thật sự. Cái quan trọng ở chỗ đó. Tức là cái bệnh hoạn nó đến với chúng ta, chúng ta đừng có quan trọng nó. Bởi vì khi mà chúng ta đặt vấn đề, chúng ta cảm thấy nó là quan trọng, nó là có một cái ảnh hưởng thế này thế kia, thì cái sự lo sợ đó nó làm cho chúng ta coi như bi quan, mà nó làm cho chúng ta không làm chủ được chính mình. Mình làm chủ được chính mình tức là nó đến và nó sẽ đi. Nó đến, nó thử sức khỏe mình, và mình coi như bị nó quật ngã, chứng tỏ mình sức khỏe yếu. Chứ bây giờ sức khỏe mình mạnh á, thì nó đến nhầm nhò gì, mình sẽ vượt qua trở ngại. Còn mình mà coi như sức khỏe yếu, tức là mình không có niệm,
mình không biết mình đang đi, mình không biết mình đang đứng, không biết rằng mình đang ngồi, không biết rằng mình đang nằm. Trong những cái tư thế đi đứng nằm ngồi, mình có sự ghi nhớ và biết mình, thì cái sức đề kháng, sức đề kháng của người đó rất là mạnh. Một cái ngăn trở xấu, người tỉnh mình là có sự cảm giác này, nó không được, phải không? Là một để mình có vượt qua được hay không. Nếu mình là một để tự tu thì thân bệnh và tâm bệnh, nhưng cái quan trọng là cái tâm bệnh mình phải kiểm soát nó, mình phải kiểm soát nó. Rồi sư Kim Nhung tới giờ rồi thì sư đi, chúng tôi cũng đi à, bởi vì hết giờ sư. Rồi chúc anh em sức khỏe ha, và báo cho buổi bài buổi xin phong bài đối với sư cái hành kiểm công nhận quý vị có một cái âm giọng rất là dài, chúng tôi rất là phục ha. Rồi thôi, buổi sinh hoạt của chúng ta kết thúc ngay đây. Xin tri thiên quan hệ lý công đức chúng tôi làm để tu thành phúc quả và hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin quan lực vô biên chư toàn giác độc giác và thiên văn chính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete nát sát chục ất chê nát sáu thị vố hô tụ sáp bạc đà. Do lời chân thật này kính nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni các cô tu nữ cùng đạo tràng pháp hội luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thà Gia. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ạ. Cô vi về hi vi ba yo go vi do cô yang vi chăng na la pa ti tam vi do khang sang khit tê na banh chú ba đà na khan tha đúc kha ca tập mạnh cha viết ca huệ đúc khang ariya sang nhân cha chi vi đúc kha cha ra vi đúc kha ma ra năng vi đúc khang so ca pa ri đề ngoa đúc ca đồ ma na su ba ya sa vi đúc kha âm bi về hi sầm ba dô gô bi đúc khô bi về hi vi ba dô gô bi đúc khô dân bi chăng na la pa chi tầm bi đúc khăn sang khít tê na bành chú ba đà na khăn tha đúc khà ca tâm mạnh cha viết khá huệ đúc khăn ariya sát chăng cha chi bi đúc kha cha ra bi đúc kha ma ra năng bi đúc khang so ca pa ri đề qua đúc ca đồ ma na su ba ya sa bi đúc kha âm bi về hi sam ba yo go bi đúc khô bi về hi viết ba yo go bi đúc khô dần biết chẳng na la pa ti tăng bi đúc khang sang khiết tê na bành chú ba đà na khan tha đúng khang.